Chào các bạn. Trong video này, mình sẽ giới thiệu các cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Các bạn lưu ý rằng các cái câu hỏi này nằm trong chương 2, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và theo giáo trình mới năm 2021. Câu số 41, giai cấp tầng lớp nào đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến trong chủ nghĩa tư bản? A. À, giai cấp công nhân b giai cấp tư sản c giai cấp nông dân d tầng lớp trí thức các bạn chắc chắn các bạn sẽ loại phương án nông dân vậy thì chỉ còn a còn b còn d các bạn nhớ là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến trong chủ nghĩa tư bản vậy thì câu trả lời đúng ở đây chắc chắn là phương án a giai cấp công nhân chính là người đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến trong chủ nghĩa tư bản Họ đại diện cho cái lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa ngày càng cao. Cho nên phương án trả lời đúng là phương án A ở câu 41 này. Câu số 42. Chọn cụm từ dưới đây để hoàn thành luận điểm của Mark Angen. Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có ba chấn là giai cấp thực sự cách mạng. A giai cấp vô sản, B tầng lớp tiểu tư sản, C tầng lớp trí thức, D giai cấp nông dân. Vậy thì trong bốn phương án này A B C D, các bạn lựa chọn phương án nào để điền vào chỗ ba chấm này? Các bạn nhớ là các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp đó là thực sự cách mạng. Vậy thì câu trả lời ở đây chắc chắn là phương án A, đó là giai cấp vô sản. Bởi vì giai công nhân, giai cấp vô sản là người đại diện cho một cái phương thức sản xuất tiên tiến, tiến bộ hơn cái phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Và trong xã hội tư bản, cái địa vị kinh tế xã hội với cái đặc điểm chính trị xã hội như vậy, cho nên giai công nhân có sứ mệnh lịch sử là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Và chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng. Câu số 43. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? A. ủng hộ nhân dân lao động, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ xã hội. Phương án này các bạn có thể loại trừ ngay. Phương án B. ủng hộ giai cấp tư sản, xóa bỏ phong kiến. Các bạn nhớ đây sứ mệnh lịch sử giai công nhân, các bạn xóa luôn, bỏ luôn. Phương án C. Lãnh đạo nhân dân lao động, xóa bỏ chế độ chiếm nô lệ. Các bạn thấy đây chiếm chế độ chiếm nô lệ, chế độ xây dựng chế phong kiến. Các bạn gạch phương án này luôn. Vậy thì Phương án đúng ở đây chắc chắn phải là phương án D, đó là lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ cộng sản. Phương án trả lời đúng ở câu 43 này là phương án D. Câu số 44. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? A. Địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân và những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân. Phương án B, tinh thần cách mạng triệt đẻ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Phương án C, đó là tinh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. đây là tổ chức chính trị vững mạnh của giai cấp công nhân và sự đồng tình của nhân dân lao động. Như vậy đây nói đến điều kiện khách quan thì các bạn loại luôn cả ba phương án đằng sau ba phương án lần sau chủ yếu là ở phần khía cạnh chủ yếu là một khía cạnh những khía cạnh đó là đặc điểm chính trị xã hội như vậy câu trả lời đầy đủ ở đây chính là phương án a địa vị kinh tế xã hội và những cái đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân câu 44 phương án trả lời đúng ở đây là phương án a câu 45 vì sao giai cấp công nhân có khả năng đoàn kết với các cái giai cấp tầng lớp lao động khác trong xã hội. A. Vì giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của các cái giai cấp tầng lớp lao động khác trong xã hội. B. Vì giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo các cái giai cấp tầng lớp khác trong xã hội. C. Vì giai cấp công nhân có số lượng đông đảo nhất trong xã hội. D. Vì giai cấp công nhân có nhiều tổ chức chính trị và đoàn thể xã hội để vận động các cái giai cấp tầng lớp khác. Như vậy, vì sao họ có khả năng đoàn kết thì các bạn thấy bốn phương án được đưa ra ở đây thì câu trả lời chắc chắn phải nằm ở phương án A vì sao họ có khả năng đoàn kết bởi vì bản thân giai công nhân là có lợi ích cơ bản là thống nhất hay là phù hợp với lợi ích của các giai cấp tầng lớp lao động khác thì họ mới có cơ sở có điều kiện có khả năng để đoàn kết cho nên câu 45 phương án trả lời đúng đây là phương án A câu số 46 nhân tố chủ quan nào có ý nghĩa quyết định nhất có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. A là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. B là vai trò của giai cấp công nhân. C là vai trò của giai cấp tư sản. D là vai trò của tầng lớp trí thức. Các bạn nhớ đây là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất thì nếu mà ta nói chung nhất thì đó chính là vai trò của lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cho nên phương án trả lời đúng ở đây chắc chắn là phương án A. Cho nên câu 46 phương án trả lời đây là phương án A, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Câu số 47, mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân là gì? A. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên cơ sở lật đổ chính quyền của giai cấp bóc lột. B là đánh đầu chế độ tư bản, xóa bỏ áp bức bóc lột bất công trong xã hội tư bản C là giải phóng giai công nhân và nhân dân lao động đồng thời giải phóng xã hội thoát khỏi áp bức bóc lột bất công. Các bạn thấy là các cái phương án đưa ra ở đây, kể cả phương án D là giành chính quyền, giành quyền làm chủ tư liệu sản xuất về tay giai công nhân và nhân động. Các cái phương án này đều thấy có những cái điểm hợp lý, nhưng các bạn nhớ ở đây là mục tiêu cao nhất, mục tiêu cao nhất của giai công nhân thực hiện cách mạng giai công nhân là gì thì các bạn thấy cái phương án C đây là phương án đầy đủ nhất cho nên câu trả lời đúng đây là phương án C câu 47 này đáp án trả lời đây là đáp án C đáp án C câu số 48 hoàn thành luận điểm sau Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mác với 3 chấm A. Phong trào công nhân B. Phong trào yêu nước C truyền thống yêu nước, đây là truyền thống dân tộc. Vậy thì bốn phương án được đưa ra bốn phương án đưa ra ở đây, các bạn thấy là ở các nước tư bản thì Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mát với phong trào công nhân. Như vậy, câu trả lời đúng ở câu số 48 này, phương án trả lời đúng chắc chắn là phương án A, đó là phong trào công nhân. Cho nên ở các nước tư bản phát triển Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa ác với phong trào công nhân. Phương A là câu trả lời cuối cùng. Câu số 49. Chọn cụm từ dưới đây để hoàn thành luận điểm sau. Giai cấp công nhân là ba chấm của Đảng Cộng sản là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho Đảng Cộng sản. Giai cấp công nhân là các bạn thấy ở đây là có A cơ sở văn hóa B là cơ sở giai cấp C là cơ sở xã hội D là cơ sở kinh tế Như vậy ở đây các bạn thấy có bốn phương án được đưa ra Giai công nhân là cơ sở Cơ sở văn hóa Cơ sở giai cấp hay cơ sở xã hội hay cơ sở kinh tế Nếu chúng ta trường từ ghép ở đây Thì do anh nói chính xác nhất, nhất là cơ sở xã hội giai cấp của đảng cơ sở xã giai cấp của đảng sản còn nếu mà chúng ta lựa chọn chúng ta lựa chọn phương án C đây cơ sở xã hội của Đảng Cộng sản. Câu 49 này phương án trả lời ở đây là phương án C. Câu số 50, vì sao giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất? A. Vì giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản phù hợp với lợi ích của giai cấp tư sản. B. vì giai cấp công nhân là giai cấp nghèo khổ nhất trong xã hội. C. vì giai cấp công nhân có trình độ học vấn cao nhất. D. vì giai cấp công nhân có lợi ích đối kháng trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. Các bạn nhớ đây là vì sao giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất. Triệt để nhất vì sao? Bởi vì họ có lợi ích đối kháng trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. Cho nên câu 50 này, phương án trả lời đúng ở đây là phương án D.